có hai camera độ phân giải khủng 40MP. Theo các nguồn tin do dò gì, dòng Mate 30 sẽ được thiết kế với cụm camera vuông ở mặt sau giống như Mate 20. Theo giới thạo tin, Mate 30 sẽ có cụm 3 camera với hai ống kính 40MP và một ống kính 8MP. Camera chính 40MP có kích thước 1 trên 1,5 inch, khẩu độ f trên 1.6, nhưng cũng có thể còn lớn hơn nữa với khẩu độ f trên 1.4. Camera này sẽ sử dụng cấu trúc RIIB để chụp thiếu sáng tốt hơn tới 40% so với RGBG truyền thống đây cũng là tính năng có trên Huawei P30 Pro. Ngoài ra, Mate 30 cũng trợ các tính năng tương tự như khả năng quay phim Cinema Pro có mặt trên Xperia 1. Camera 40MP thứ hai sẽ dùng cho chụp ảnh góc cực rộng. Và nếu tin đồn này là thật thì FOV sẽ là 120 độ và cảm biến có kích thước 1 trên 1.7. Cái còn lại là ống tele 8MP hỗ trợ zoom 5X, một tính năng phổ biến trên P30 Pro. Các thông số kỹ thuật khác được đồn đại như Huawei Mate 30 sử dụng vi xử lý Kirin 985 tích hợp modem 5G. Hỗ trợ sạc nhanh công suất 55W và sạc không dây ngược công suất 10W, nhưng số phận của M30 và M30 Pro có ra mắt hay không, còn phụ thuộc khá nhiều vào diễn biến của cuộc chiến thương mại Mỹ Trung thời gian tới.